Em chúc mừng anh đã nhận được quyết định chính thức trở thành tổng giám đốc Đại Á. Tính ra tình Nghĩa với tình Hải đúng là số xui mà. Thằng thì mất người yêu, thằng thì mất chức chủ tịch. Và rồi tất cả đều thuộc về tay anh hết. Không phải tụi nó xui, mà do tụi nó quá ngu. Chỉ có người thông minh mới là người chiến thắng sau cùng. Nhưng mà em cũng hơi thắc mắc là tại sao lúc xưa anh có thể khiến Hương nghi ngờ Nghĩa, mà Nghĩa lại không thể giải thích chuyện gì. Tại vì anh chọn đúng người, đúng thời điểm mà thôi. Cô nói sao? Tên Nhân nói vậy thật hả? Giờ cô đã biết được cách hắn khiến Hương và Nghĩa chia tay như thế nào rồi. Bây giờ cô định làm thế nào đây? Tiếp theo tất nhiên là tới phần của cô rồi. Cô gửi clip qua cho Hương, sau đó cô chủ động hẹn gặp Hương và Nghĩa, kể cho hai người họ nghe tất cả thủ đoạn mà tên Nhân làm cho Hương và Nghĩa phải chia tay với nhau. Mình phải nghĩ cách là nạn nhân để có thể tiếp tục với Nhân. Tới một lúc thích hợp thì cùng Nhân phản lại con Yến. Mình nắm được bí mật của Nhân, giúp Nhân đối phó với kẻ thù là con Yến đó. Nhân nhất định sẽ phải cưới mình thôi. Nhưng trước mắt phải làm sao đây? Tình ta đã cho trao người, ngổn ngang chua xót thương đời.